Cơn bão số 10 với sức gió rất mạnh đã tàn phá và gây ngập lụt hàng loạt các tỉnh miền Trung, đặc biệt gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Hàng chục ngàn người lâm vào cảnh khó khăn, cần giúp đỡ và chia sẻ của đồng bào cả nước. Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN đã phát động và quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại với cơn bão số 10 vừa qua gây ra. Tại buổi quyên góp, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên cơ quan tập đoàn đã ủng hộ đồng bào các tỉnh thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra với số tiền hơn 500 triệu đồng. Cùng với đó, PVN cũng đã phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động ngành dầu khí và các đơn vị thành viên tiếp tục quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại. Hưởng ứng lời kêu gọi, đông đảo cán bộ, nhân viên và người lao động dầu khí tại các đơn vị trong tập đoàn đến thời điểm hiện tại đã tham gia quyên góp ủng hộ ước tính khoảng trên 3 tỷ đồng.